Ok, chào mừng bạn đã quay trở lại. Thì cho đây là một video dành riêng cho cái gọi là những bạn mà học gọi là NFT Masterclass. Thì video này mình sẽ nói về IFTTT cho Twitter. Thì trước đó bạn đã biết IFTTT khi bạn triển khai về Moneyside rồi á, thì bây giờ nó có một IFTTT triển khai tự động ở trên Twitter. Lúc này á, Twitter nó sẽ đăng tự động đăng bài viết liên tục cho bên phía bạn, mà bạn không cần phải đụng tay đụng chân vô chuyện gì, bạn còn đụng vô chuyện set up cái Twitter thôi. Thì tại sao bạn phải triển khai Twitter? Bởi vì như thế này, thứ nhất, Google đã chính thức hợp tác và kết nối với Twitter, với database của nó, kết nối với cơ sở dữ liệu của Twitter vào cuối năm 2015. Vì vậy mà như là Google nó bắt tay với chuyện Twitter rồi, thành ra Google nó rất là yêu Twitter và ngược lại. Nên thành ra bạn thấy rằng đó là Google bắt đầu hiển thị trong câu chuyện là Twitter trên công cụ tìm kiếm, ví dụ như là search BBC đi đúng không? Ở đây là BBC thôi, nhưng mà ý là search một thông tin một doanh nghiệp đi, ví dụ như search thông tin về một cái thực thể đi, thì thực thể ở đây là thực thể doanh nghiệp BBC. Thì khi search BBC ấy, bạn sẽ thấy rằng à ở đây đó nó có Twitter ở đây về câu chuyện ở đây đó, bạn hãy dễ dàng thấy ở cái gọi là cái các cái tweet của Twitter liên tục ở bên BBC nó post lên, hẹn như 3 giờ trước BBC post bài Twitter này, 2 giờ trước Twitter BBC tweet cái này ở trên Twitter, ví dụ như vậy. Nó tweet ý là ở đây nó sẽ xuất hiện những cái thứ đó. Nên á, khi á, việc mà bạn nhắm vào việc bạn phát triển cái Twitter của bạn lên, mà bạn triển khai IFTTT như thế này là hay là nó triển khai một cách tự động, như vậy là bạn tập trung phát triển nữa, thì nó sẽ giúp cho bạn xác thực cái thực thể nó sẽ tốt hơn. Nó giúp cho câu chuyện rằng là nó tăng trưởng cái trust rank ở trên cái Twitter của bạn hơn. Và cũng như bởi vì Twitter của bạn tự động đăng những bài viết liên quan đó, nó sẽ giúp cho cái Twitter của bạn nó tạo dựng cái theme, và tạo dựng cái chủ đề của Twitter bạn tốt hơn. Từ đó mà cái Twitter chỏ link về website của bạn, từ đó mà website bạn nó sẽ tốt hơn rất rất là nhiều. Thứ tư nữa, bạn có thể triển khai FTTT cho bên Twitter, từ đó mà Twitter bên BBN nó cũng dễ dàng mạnh mẽ hơn. Đây là một cái gợi ý của bên phía mình. Nhưng mà khi mà bạn nó bắt đầu triển khai nha, thì bắt đầu á, đôi khi người ta search cái thương hiệu của bên phía bà đó, là người ta bắt đầu nó hiện hiện luôn những cái như thế này. Là như vậy là bạn sẽ đạt rất là nhiều thành công ở đây, bởi vì Google đã xác nhận rằng đó là à, bạn đã trở thành một thực thể tốt, rất là tốt, bởi vì cả trên mạng xã hội Twitter cũng hoạt động rất là nhiều. Thì trong video tiếp theo, Bảo sẽ xếp cho bên phía bạn về câu chuyện rằng là triển khai IFTTT ở Twitter như thế nào, và mình rất là thích về câu chuyện IFTTT Twitter. Rồi, hẹn gặp bạn ở video tiếp theo.